trên là Đặng Quốc Vương, 24 tuổi, sinh viên của một trường nổi tiếng. Bố mẹ lao động nước ngoài nhiều năm chưa về, người thân trong nước không còn ai. Không có dữ liệu camera là sao? Tôi để ý ít nhất có 3 cái CCTV ở đây. Trao làm cảnh nào? Dạ thưa anh, bình thường thì bọn em vẫn cho chạy ạ. Thế nhưng mà riêng hôm qua thì bên bao quán yêu cầu tắt hết ạ. Ai yêu cầu? Dạ, là người chết ạ. Cậu đi theo tôi. Thời gian và nguyên nhân tử vong. Thời gian tử vong trong khoảng 23 giờ 30 phút đêm hôm trước đến 1 giờ sáng. Trước khi chết, nạn nhân có dấu hiệu quan hệ tình dục và sử dụng ma túy. Còn về nguyên nhân cái chết, chúng ta sẽ phải đưa nạn nhân về trụ sở để mổ tử thi và xét nghiệm sinh hóa thì mới xác định rõ ràng được. Dũng, xong chưa? Sao thế? Vẻ mặt này nhìn quen quá anh ạ. Vẻ mặt hay nụ cười? Là nụ cười. Đã xác định được hung khí gây án cho anh. Dấu vết bị xiết cổ. Son môi. Đây không phải vết giày của nạn nhân. Đây là giày thể thao hàng thừa. Hoa văn đế giày mà cậu cũng thuộc à? Em có một đôi anh ạ. Là trùng hợp hay cậu sưu tập giày? Bố em tặng em nhân ngày sinh nhật. Dũng, đo lại cho tôi dấu giày này. Có gì đặc biệt không Thành? Lấy được nhiều mẫu vân tay khác nhau, nhiều mẫu tóc và đặc biệt là những cái đồ vật nhỏ của nữ giới. Hàng xóm nói, anh ta thường xuyên đưa các cô gái khác nhau về phòng, lâu lâu lại tổ chức tiệc tùng, gây ồn ào khó chịu. Để sàng lọc được thì rất là mất thời gian để mà xác định được những người đã từng ra vào nơi đây. Em tưởng phải xác minh được ngay là có bao nhiêu cô gái thường xuyên liên hệ chứ. Nhưng vấn đề là trong tháng này đã có hơn 10 người. Cái gì cơ? Con số này anh lấy ở đâu ra? Từ hàng xóm. Bọn họ muốn tống khứ đối tượng này lâu lắm rồi. Phòng ngủ nạn nhân ở đâu? Phòng của anh ạ. Chào anh. Ừ, cái gì vậy? Một số đồ của phụ nữ. Được rồi. Có vẻ như cuộc sống của nạn nhân xoay quanh chất kích thích, ma túy và phụ nữ, lợi dụng thậm chí là lạm dụng để có tiền vào tình. Thật sự trong tình huống như thế này em phải nói đến hai chữ quả báo. Dương, đừng để cảm xúc chi phối vào công việc. Vâng. Của nạn nhân là Cảnh. Dạ vâng, em mang về đội để tìm kiếm thông tin. Anh bảo này, các mũi khác đều có việc hết rồi, nhưng anh cần xử lý cái này gấp. Em tìm kiếm thông tin cho anh về đôi giày này. Rà soát trên mạng trước, đặc biệt là các đối tượng có khả năng tham gia vào bữa tiệc đêm qua. Em hiểu rồi. Ai sở hữu đôi giày này, kẻ đó là đối tượng tình nghi. Chính xác. Nhưng em thấy mẫu giày này có vẻ hiếm. Hàng đến bữa tiệc đấy. Anh gửi comment cho em nhé. Ok. Vậy em sẽ tìm kiếm khách order. Ừ. Anh đi.
những dấu vết chúng ta thu thập tại hiện trường cho thấy thủ phạm có thể là nữ. Dựa vào một cái móng tay giả thì chưa đủ. Nhưng móng tay giả này trùng khớp với vết xước trên cổ nạn nhân. Vẫn chưa đủ. Vậy còn lực siết cổ tay, vết son môi, dấu vết quan hệ, còn cái này nữa. Đây là mẫu tóc giả thu thập tại hiện trường vụ án. Còn gì nữa không? Dạ hiện tại mới chỉ có như vậy thôi ạ. Vậy cứ chờ kết luận của pháp y xem thế nào đã.